Khổ quá rớt đi. Em im nha cô. Quần từ sớm giờ chưa thấy có một cái cách giải quyết luôn. Lòng kinh thiệt á, không nạn nó mà nó cũng nghiến nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhiều quá xíu không? Cái đeo cho nghỉ 3 phút. Còn cái nào không? Cho nó nghỉ.